Xin chào và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Siêu phẩm điện ảnh được mong chờ nhất năm nay, Avatar Way of Water đã chính thức ra mắt và đang càn quét các phòng chiếu trên khắp hành tinh. Nếu các bạn còn đang phân vân không biết có nên ra rạp xem phim hay không, thì hãy ghé qua xem ngay video review chúng mình đã ra mắt cách đây không lâu nhé. Còn trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình đào sâu vào bộ phim này và khám phá những chi tiết các bạn đã có thể bỏ qua trong lần xem đầu tiên. Bên cạnh đó là giải thích cho toàn bộ cốt truyện cũng như cái kết nhé. Lưu ý, đây là cảnh báo spoiler cho những bạn chưa xem phim. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go! Đầu tiên, hãy đến với tựa đề của phần phim này, Avatar Way of Water. Ngoài cách dịch là dòng chảy của nước khi về các cụm rạp Việt Nam, ta còn có thể dịch cụm từ này là thủy đạo hay đạo của nước. Đây là một khái niệm triết học nổi tiếng của Lão Tử. Ông cho rằng nước có đạo của nó, nước rất mềm yếu, không mạnh mẽ, nhưng nước có thể làm mòn đá. Thông qua đó, ông cho rằng sự mềm dẻo là cách thức tồn tại cần có của mỗi người. Nước chảy chỗ trũng, thuận theo tự nhiên, nước còn thân thiện với vạn vật, là nguồn sống của con người và mọi sinh vật. Con người ta cũng vậy, cần có sự khiêm nhường, khéo léo và học cách tránh xa sự tranh giành hay tâm lý thắng thua. Hơn 10 năm sau những sự kiện của phần phim đầu tiên, cuộc sống của người Na'vi đã dần trở lại bình thường. Khi này ta được thấy sự xuất hiện của Neytiri. Sau sự ra đi của cha trong phần phim trước, Neytiri cùng chồng là Jake Sully đã lãnh đạo tộc Omatikaya đứng lên chống lại phe loài người và thành công đánh đuổi họ. Tuy chồng của Neytiri có nguồn gốc loài người, song cô vẫn căm hận họ vô cùng vì sự ra đi của cha. Ta còn có thể thấy Neytiri đang mang thai khi đi săn bắn. Đây có thể là một chi tiết ám chỉ sự mạnh mẽ của phụ nữ vượt qua khái niệm phái yếu truyền thống. Jake Sully sau khi giúp người Na'vi và bộ tộc Omatikaya thành công đánh đuổi người trái đất đã trở thành một Toruk Mato, đồng thời là tộc trưởng mới. Anh và Neytiri cũng đã có cho mình những đứa con người Na'vi. Tiến sĩ Grace trong phần phim trước đã qua đời khi chuyển đổi ý thức con người sang bản thể Na'vi. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, ta được chứng kiến bản thể Avatar này đã mang thai. Điều này đặt ra một nghi vấn khá lớn về danh tính thực sự của bố đứa trẻ. Có khả năng cô đã mang thai khi còn là con người, và trong quá trình chuyển đổi, linh hồn đứa trẻ đã được chuyển đến cơ thể Na'vi và khiến cơ thể này mang thai. Sau đó, ta được chứng kiến sự trở lại của cây linh hồn, biểu trưng văn hóa và tinh thần vô cùng quan trọng của chủng tộc người Na'vi. Đây được xem là phương tiện để nữ thần Ewa trong tôn giáo của người Na'vi có thể kết nối với những con người ở đây, giúp những người Na'vi có thể hợp nhất tâm hồn. Sau khi thua cuộc, trừ những người trái đất trung thành với người Na'vi, tất cả con người đều bị đưa lên tàu không gian để đưa trở lại trái đất. Trong số đó có Mas Sokoro, cậu con trai của tay đại tướng Mas Courage, vì còn quá nhỏ để lên tàu nên đã ở lại hành tinh Na'vi. Cậu nhóc lớn lên và khá thân thiết với những đứa con của gia đình Sully. Đầu tiên là Neteyam, cậu con trai cả của gia đình Sully. Cậu được định sẵn là người sẽ kế vị cho danh hiệu tộc trưởng trong tương lai. Sở hữu tính cách tốt bụng, hiền lành và mạnh mẽ, thừa hưởng bản chất cao quý của Jack, Neteyam toát lên một phong thái mạnh mẽ, tự tin và được cả gia tộc quý mến. Vì là anh cả, nên Neteyam luôn được trao cho trọng trách coi chừng và dạy bảo các em. Đứa con thứ hai của gia đình Sully là Loak. Cậu luôn phải sống dưới cái bóng của người anh trai Neteyam. Vì vậy, Loak luôn cố gắng làm mọi thứ để có được sự công nhận của cha. Sở hữu bản tính bướng bỉnh và liều lĩnh của cha, sâu bên trong, Loak còn là một người tốt bụng và biết quan tâm đến mọi người. Khác biệt với những người Na'vi khác, Loak sở hữu 5 thay vì 4 ngón tay. Đây chính là điều mà cậu được thừa hưởng từ dòng máu người trái đất của cha mình. Nó cũng khiến Loak luôn cảm thấy tự ti và cảm thấy bản thân bị ruồng bỏ. Thành viên tiếp theo trong gia đình Sully là Kiri, cô bé chính là đứa trẻ được sinh ra từ bản thể Na'vi của tiến sĩ Grace. Kiri là một cô bé khá nhạy cảm với thế giới xung quanh và gần như có thể cảm nhận được mọi nhịp điệu của tự nhiên. Ngoài ra, cô bé còn có khả năng kiểm soát và gây ảnh hưởng đến các loài động vật xung quanh mình ở một mức độ nhất định. Trong buổi tập săn bắn với Jack, Neteyam đã bắn xuyên người một con cá. Đây có thể cũng là báo hiệu cho sự ra đi đầy tiếc nuối của người anh cả của gia đình Sully ở cuối phim. Trong khi cuộc sống của những người Na'vi đang êm đềm như vậy, một ngôi sao lạ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Jake ngay lập tức nhận ra ngay, đó hoàn toàn không phải là một ngôi sao mà là phi thuyền đang tiến tới Pandora. Cuối cùng, nỗi ám ảnh khiếp sợ của người Na'vi, quân đoàn người trái đất với dã tâm thôn tính hành tinh đã trở lại. Sau thất bại cay đắng và bị đuổi khỏi Pandora trong phần phim đầu tiên, những người trái đất đã trở lại với sự chuẩn bị kỹ càng, vũ khí trang thiết bị hiện đại hơn. Đặc biệt phải kể đến trong số đó là những bộ giáp mới. Khi so sánh chúng với những bộ giáp được người trái đất trang bị trong phần đầu tiên thì có thể nói là một trời một vực. Đây là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ càng cho việc phục thù và chinh phục Pandora của người trái đất.
với sức mạnh áp đảo, quân đội trái đất không tốn quá nhiều thời gian trong việc nhấn chìm Pandora trong biển lửa và thành công thuộc địa hóa hành tinh này. Sau đó, tại một khu nghiên cứu ngoài không gian, một bản thể Na'vi tỉnh giấc. Đó không ai khác chính là bản thể của đại tướng Miles Quaritch, người cầm đầu quân đội đã bị Naitiri giết ở phần phim đầu tiên. Ông ta khi này tỉnh dậy trong thân thể của một người Na'vi và vô cùng hoảng loạn. Nếu để ý kỹ, ta có thể thấy những hình xăm trên cánh tay của Miles vẫn được giữ nguyên trên bản thể Na'vi. Hóa ra, ông ta đã sử dụng một công nghệ lưu trữ ký ức của bản thân, phòng trừ trường hợp bất chắc. Nhờ vậy, cơ thể Na'vi này dù không mang linh hồn của Miles nhưng vẫn sở hữu đầy đủ ký ức, kỹ năng và kinh nghiệm của Miles. Kết hợp với đó là cơ thể siêu việt của người Na'vi. Điều này đã biến ông ta trở thành một chiến binh đáng gờm. Tại khu căn cứ của tộc Omatikaya, ta được gặp cô con út trong gia đình Sully, Tuk Terry hay Tuk. Cô bé sở hữu tính cách hài hước, yêu thương gia đình. Ngoài ra là sự táo bạo và tinh nghịch, luôn tò mò về thế giới xung quanh. Đối nghịch lại với sự phát triển vượt bậc của loài người về công nghệ, thứ vũ khí tiên tiến nhất mà người Na'vi sở hữu lại chỉ là khẩu súng của Jack đã sử dụng trong phần 1. Ta cũng thấy sự xuất hiện của hai anh chàng người trái đất được ở lại Pandora từ phần phim trước, bao gồm Norm Spellman, một nhà khoa học bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Pandora, sở hữu tính cách thân thiện hòa đồng. Người còn lại là Moss Petal, một nhà khoa học chịu trách nhiệm quan sát quá trình đồng bộ hóa giữa cơ thể con người và bản thể Na'vi. Moss Petal là một người tốt bụng, hòa đồng và trung thành với bạn bè. Về phía loài người, sau khi đại tá Miles bại trận, ta được biết rằng Frances Ardmore đã chịu trách nhiệm lãnh đạo và chỉ huy mọi thứ. Cô được giới thiệu lần đầu trong bộ truyện tranh Avatar The High Ground và Frances chịu trách nhiệm dẫn đầu 10 tàu vũ trụ khác quay lại Pandora để chuẩn bị cho cuộc tái xâm lược. Trong Avatar The Way of Water, ta thấy được rằng khi nhìn thấy đại tá Miles trở lại trong nhân dạng Avatar, Frances cũng rất chào đón ông và sẵn sàng phục vụ cho kế hoạch trả thù Jack Sully. Ta cũng được biết RDA, High Resources Development Administration, cơ quan quản lý và phát triển tài nguyên vẫn tồn tại mà giờ đây loài người đã bắt đầu xây dựng nhiều cơ sở hơn ở ven biển để khai thác tài nguyên. Một trong những cơ sở hiện đại nhất do RDA thiết lập nên là Bridgehead, một cơ sở hạ tầng quân sự được xây dựng dựa trên phương châm Building Tomorrow và được coi như là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại. Và đương nhiên, để cho RDA hay Bridgehead có thể hoạt động một cách trơn tru, biệt đội Spec Ops vẫn được giữ nguyên và nhiệm vụ của họ trong phần này là theo chân sự chỉ đạo của đại tá Miles để trả thù. Trong khi nhóm những đứa con nhà Sully đang đi chơi trong rừng, ta được thấy rằng những nhánh cây Ut Sprite đang bám xung quanh cô bé, giống như cái cách chúng bám vào Jack trong phần phim đầu tiên. Đây là báo hiệu cho việc Kiri cũng là một người được chọn, người sẽ nắm vai trò vô cùng quan trọng trong các phần phim sau. Ngay khi đại tá Miles đặt chân trở lại Pandora, ông đã ngay lập tức quay lại chiến trường năm nào và đúng như dự đoán của chúng mình, hộp sọ mà Miles bóp nát chính là hộp sọ từ chính cơ thể người trái đất của ông. Sau đó, nhóm của đại tá Miles bắt gặp những đứa con nhà Sully. Ông ta đặc biệt để ý đến thái độ của Loak và việc cậu bé có 5 ngón tay. Loak khi này giơ ngón giữa, biểu hiện của ngón thối, tỏ thái độ khinh bỉ đối với Miles. Chi tiết này khá thú vị vì người Na'vi bình thường có 4 ngón sẽ không thể làm như vậy được. Sau đó, trừ Spider bị khống chế và bắt giữ, tất cả những đứa trẻ còn lại đều chạy trốn thành công. Bên cạnh những sự phát triển về quân sự, ta cũng thấy được rằng RDA còn đem đến Pandora một thứ công nghệ khác để đọc vị người Na'vi. Dẫu vậy thì người đầu tiên được test chiếc máy đọc sóng não chính là Spider và cu cậu cũng cho thấy bản thân bản lĩnh như thế nào khi mà dù bị chảy cả máu mũi vì chiếc máy nhưng đầu óc của cậu vẫn không thể hiện ra bất kỳ thông tin gì để người trời biết về vị trí hiện tại của Jack và người Na'vi. Nhưng dù Spider có vững vàng là thế, tâm lý của người Na'vi lúc này vẫn đang rất hoang mang nên Jack và gia đình buộc phải rời đi để gìn giữ sự an toàn cho cả tộc người Omatikaya. Bản thân Jack cũng phải từ bỏ đi danh hiệu Toruk Mato cao quý. Và người thay Jack lãnh đạo và trở thành tộc trưởng mới của người Omatikaya là Tarsim. Ta chỉ được biết rằng đây là một anh chàng rất bản lĩnh và đáng tin cậy. Ngoài ra, thân phận và quá khứ của Tarsim vẫn chưa được hé lộ, ngoài một thông tin duy nhất rằng Tarsim từng được gọi là Varu. Giờ đây, đại gia đình Sully đành phải di cư đến vùng biển nằm trên các dạng san hô của Pandora, cách xa khu rừng và là nơi mà tộc người Mekayina đang sinh sống. Thị tộc này có một môi trường sống trái ngược hoàn toàn so với tộc người Omatikaya, và họ cũng có trong mình màu da xanh ngọc do thường xuyên di chuyển dưới nước. Đồng thời, người Mekayina có những lớp màn ở bàn tay và chân, nhịn thở lâu và không có đuôi để tiện hơn cho môi trường sống. Người dẫn đầu tộc người Mekayina chính là Tonowari, nhân vật được thủ vai bởi Cliff Curtis. Tonowari lãnh đạo mọi người cùng với vợ mình là Ronald, nhân vật được thủ vai bởi nữ diễn viên Kate Winslet. Và Ronald xuất hiện trong Avatar cũng trong lúc đang mang thai, một hình ảnh khá tương tự với Naitiri ở đầu phim.
Ngoài ra, có một câu chuyện khá thú vị về nữ diễn viên Kate Winslet. Đó chính là trong quá trình ghi hình dưới nước ở phim trường Avatar The Way of Water, Kate đã phải nhịn thở hơn 7 phút 14 giây, vượt qua kỷ lục nín thở dưới nước trước đó của Tom Cruise trong bộ phim Mission Impossible Rogue Nation. Hai vợ chồng Tonawari và Ronald cũng có cho mình hai người con khác. Đầu tiên là Tissiria. Cô nàng có rất nhiều tương tác tình cảm với người con thứ của Jack là Loak. Ngoài ra còn có Anung, người thường hay so bì với Loak về mọi mặt và rất hay ẩu đả với hai anh em nhà Sully. Và để thuận tiện hơn cho việc di chuyển, việc kết nối với các sinh vật biển là một điều tất yếu. Loài vật phổ biến nhất nơi này là Ilu, một sinh vật có khả năng tương tự như Dire Horses, giúp những người Mekayina có thể lặn và lướt trên mặt nước tốt hơn. Hiền hòa là Ilu, còn Skiwing là một sinh vật trái ngược lại hoàn toàn. Nó được dùng bởi những chiến binh như một chiến mã trong lúc chiến đấu. Đến với hung thần của vùng biển ở Pandora, cái tên được sướng lên chính là Akula, một sinh vật có hình hài khá to lớn với chiếc hàm đủ nuốt cả một người Navi. Cái tên Akula trong tiếng Nga cũng có nghĩa là cá mập. Răng của loài này cũng được dùng như là một món chiến lợi phẩm được đeo xung quanh cổ của trưởng tộc Tonawari. Cũng to lớn nhưng hiền hòa hơn một chút chính là Tukun, một loài giống như cá voi của Pandora. Đáng chú ý nhất trong bầy Tukun chính là một sinh vật có tên là Payakan, còn Tukun bị cả bầy ruồng bỏ. Chuyện là khi xưa, sau khi chứng kiến gia đình bị săn bắt bởi Cục Phát triển Tài nguyên, Payakan đã dẫn đầu một số Tukun và người Navi khác để lên đường trả thù. Nhưng đáng tiếc là sau cuộc chạm trán, chỉ có duy nhất mỗi Payakan là còn sống sót. Từ đây mà anh bị cả đàn Tukun gán ghép cho biệt danh kẻ giết người và bị ruồng bỏ. Một thông tin thú vị dành cho tất cả các bạn chính là cái tên Payakan của con Tukun này được ghép từ hai chữ Navi có liên hệ mật thiết với bộ phim. Đầu tiên là chữ Pay mang nghĩa là nước và chữ Khan trong Tismukan mang nghĩa là anh trai. Trong lúc Loak đang ở cùng với Payakan, Kiri được đưa đến cây linh hồn của trưởng tộc Mekayina. Nó nằm sâu dưới đáy biển và có ngoại hình tương đối giống với cây linh hồn của tộc Omatikaya ta được thấy trước đó. Sau khi cô bé kết nối với cái cây đã có thể gặp lại mẹ của mình. Tuy nhiên, một cơn co giật bất ngờ khiến cho cô bé bất tỉnh và cần phải được chữa trị. Khi hai nhà khoa học người trái đất đến đây để thăm khám, họ vô tình để lại dấu vết để Miles và đồng bọn tìm được đến đây. Hắn ta đã hợp tác với một bọn săn Tukun để tìm kiếm gia đình Sully. Việc săn bắt loài Tukun mà loài người đang thực hiện ở Pandora chính là liên hệ trực tiếp đến vấn nạn săn cá voi ngoài đời thực. Và thứ mà RDA nhắm đến ở các loài Tukun chỉ đơn thuần là một loại dịch não bên trong hộp sọ của chúng, mang tên Ambrine, thứ giúp chống lão hóa ở loài người. Cách thức săn Tukun tàn bạo của RDA như tách cá mẹ và cá con ra khỏi đàn rồi dùng lao bắn vào vây cá cũng được lấy trực tiếp ở ngoài đời. Để trả thù cho một Tukun thân thiết đã bỏ mạng và bảo vệ những đứa trẻ, người Mekayina đã quyết tâm đứng dậy để chống lại loài người. Ngay cả Ronald đang mang thai cũng quyết tâm ra trận. Một chi tiết liên hệ trực tiếp trở lại với Neytiri ở đầu phim, khi dù mang thai thì cô vẫn đi săn bắn như thường. Trong trận chiến để giải cứu những đứa con của mình sau đó, chiếc cung tên của Neytiri đã bị gãy. Điều này mang một ý nghĩa vô cùng lớn. Nó là vũ khí được cha của cô, tộc trưởng Etukan để lại. Nó cũng là biểu trưng cho sự hận thù mà cô dành cho loài người. Cây cung này có thể là báo hiệu cho việc Neytiri đã dần buông bỏ hận thù và tập trung hơn vào việc bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Sau trận chiến vô cùng căng thẳng và thành công đánh bại đại tướng Miles để giải cứu những người con của mình, cả Jack và Neytiri dường như bị kẹt lại dưới đáy biển. Jack được Loak cứu sống, còn Neytiri được Kiri đem đến cho một con gill mantle, sinh vật có khả năng cung cấp oxy cho người ở dưới đại dương. Ta thấy được rằng trong lúc Neytiri đang cố gắng cứu lấy Thúc, chiếc thuyền đã dần chìm xuống và nước bắt đầu dâng lên rất nhiều. Một hình ảnh không thể nào khiến người xem chúng ta liên tưởng ngay đến bộ phim kinh điển Titanic cũng của đạo diễn đại tài James Cameron rồi, phải không nào? Trận chiến kết thúc, cả hai phe đều trải qua mất mát, đặc biệt là gia đình Sully. Người con trưởng, anh cả của gia đình Neytiam đã hy sinh khi giải cứu các em của mình. Về phần đại tá Miles, nhờ sự cứu giúp của cậu con trai Spider, ông ta vẫn sống sót và vẫn sẽ là kẻ thù nguy hiểm cho Jack và gia đình Sully trong tương lai. Tang lễ của Neytiam được tổ chức theo phong tục của tộc Mekayina. Cơ thể của Neytiam được hòa với cây thần ở đây. Nhờ vậy, gia đình Sully lúc này cũng đã trở thành một phần của tộc Mekayina, một gia đình mới đáng tin cậy, sẵn sàng cho những cuộc chiến khó khăn sắp tới để chống lại loài người trái đất. Vừa rồi chúng mình đã cùng với các bạn điểm qua những chi tiết thú vị của Avatar The Way of Water. Các bạn nghĩ sao về siêu phẩm điện ảnh mới này? Liệu nó có nối gót người tiền nhiệm để góp mặt vào danh sách những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại chứ? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần bình luận để chúng mình cùng những người xem khác được biết với nha. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đã dành cho Way to Weird Movie. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird out.